Xin chào các bạn. Hello. Các bạn ơi, hôm nay anh em chúng tôi sẽ đưa các bạn cùng đi câu cá ở ngoài ao xem ngày hôm nay có câu cá được nhiều không nhá mọi người nhá. Đi, cậu Sáu mình đi câu cá. Mày thích câu cá gì? Câu cá mập. Câu cá mập, hôm nọ câu cá mập rồi, hôm nay phải câu cá khác. Cá sấu. Câu cá gì? Cá sấu. Cá sấu ạ? Được rồi, ok. Đi, cậu Sáu mình đi sang bên hồ bên kia. Hồ này nhiều cá lắm. Hồ Tô Lịch à cậu? Cái gì? Hồ Tô Lịch à cậu? Hồ này không phải hồ Tô Lịch, hồ này là hồ 1000 mẫu. Gì? Hồ 1000 mẫu. 1000 mẫu là hồ gì ạ? Hồ... mày sang rồi biết. Hồ này cậu vừa thầu xong. Mày sang nhìn bao la luôn, hiểu không? Ủa. Cá không cậu? Cái gì? Nhiều cá không? Cá phải nói là như kiểu là ở biển. Ui. Cậu hôm nay cậu cho mày mở rộng tầm mắt luôn, thấy không? Nhìn cá chất luôn. Nha. Mày đi sang đường này bao giờ chưa? Cháu rồi. Đường này đấy, khu này cậu mua hết rồi. Mày thấy xong không? Mua cần nghĩ đi ạ. Mày ít nữa cậu mua là câu ấy. Câu xử lý. Hiểu chưa? Đáng nhẽ là cậu đi trực thăng rồi đó. Nhưng mà đường gần quá cậu phải đi xe máy. Hiểu không? Mày thấy cái trực thăng ở nhà cậu để xó làm gì? Đúng không? Rồi. Trực thăng nhà cậu lại để số bay của mình. Chỉnh này mũi cho cậu. Vâng. Được chưa cậu? Rồi. Mày đi lên đường này bao giờ chưa? Cháu chưa. Đấy hôm nay cậu cho mày xem cái chỗ này cậu vừa. Đấy ui. Nước sông về rồi này. Ui. Hai cậu cháu mình phải ra đây bơi. Bơi tầm này thì mát lắm nhỉ cậu nhỉ. Đấy, mày thấy khu tầm này cậu vừa mua rộng mấy nghìn hecta luôn. Ui. Nhưng mà bơi tầm này thì mát run hết cả người nhỉ cậu nhỉ? Cậu đưa mày vào đây, cậu cho mày câu cá mập luôn. Ui, cậu biết nhanh lên cho cắn. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Ô, đất nhà cậu rộng quá không nhớ à? Đây rồi, đúng rồi, mới mua cho nên nó hơi khó tìm. Để cậu gọi gọi trợ lý à cậu? À, trợ lý của cậu. Để định vị tọa độ nhỉ cậu nhỉ? Đúng rồi. Đấy, mày thấy vịt nhà cậu nhiều không? Ui. Ui, vịt to ấy. Đấy, cậu nuôi mấy vạn con luôn. Ô, gà. Ui. Ui, thích nhỉ. Đấy, hôm nay cho mày mở mang tầm mắt luôn. Đi, đi ra đây. Đấy, mày thấy không? Mày mua cả cái máy xúc này để... Ui. Nuôi cá, hiểu chưa? Ui, khiếp nhỉ. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. À kia, câu cá kia. Mày thấy cậu nuôi nhiều vịt không? Ui, gà, ui. Gà. Đấy, cậu nuôi 10 vạn con nha. Ui. Mày... tí mày thích ăn con nào mày bắt con đấy. Cậu, hôm nay cậu cho mày ấy. Ôi. Ôi con gà kia màu đẹp nhỉ. Ui. À đi. Thế à. Ôi. Câu được con nào chưa? Chưa. Và cá mè. Sao cậu bảo ở ao nhà cậu nhiều cá lắm? Cậu đang bắt đầu mấy câu thì làm sao mà có cá. Ồ, chán không? Ôi mấy con gà kia màu đẹp nhỉ. Không được con đi ạ.
Thế à? Công tử Bạc Liêu chuyên gia nói điêu. Xe kia vất khỏi kia. Thế câu chỗ này sợ nó có cỏ, nó ăn cỏ rồi, không ăn mồi ấy. Mày thấy hồ nhà cậu rộng không? À? Rộng thật. Như biển. Như biển luôn đúng không? Mày thấy cậu nuôi 10.000 con ấy nó cắn kìa. Đã cắn đâu? Cắn rồi. Cắn rồi à? Như thế là cắn à? Từ từ. Thế à? Đấy. Từ từ ạ. Ô. Công tử Bạc Liêu không biết câu cá. Cậu bây giờ mới câu lần đầu, cậu chưa mọi khi toàn hỏi mày câu về cậu ăn nhưng cậu biết câu cá đâu. Hôm nay cậu lại phải câu cho mày xem, được không? Cậu thử câu vịt đi. Vịt ta nhé. Vịt vào đây, đớp vào mồi thì ăn cướp. Ôi, hồ nhà cậu rộng nhỉ. Quá rộng luôn à. Không chép là gì thôi. Chép à? Ở hồ này là có cá chép à? Cá gì nữa nhỉ? Cá chép chẳng. Cá chép. Từ từ, đều lôi. Thu chưa? Chưa. Đuổi vịt ra. Chưa. Cậu phải cầm gạch ném thì vịt nó mới đi. Không bình đang ở đâu? Nó đi nào cả? Vịt nó vào cá nó sợ đúng không? Vịt này. Ô kìa. Mày nuôi tao đưa không mà còn giật lên nó mồi nó dính vào mang con cá. Thế à? Đấy, mày nhìn bạn cậu câu xem có cắn không nha. Cậu từ nay cậu câu chả cắn gì cả. Ở chỗ kia không cắn phải di chuyển ra đây để câu cho xem có thay đổi phong thủy không. Đấy. Đây. Đi ngồi đây. Phúc ngồi xuống, kéo khi nó nhìn thấy mày áo đỏ quá nó lại chạy đi. Không, tôi có đọc đâu, tôi không phải gì. Thế à? Ồ, rộng bao la mà từ nãy anh em chưa sát cá, chưa câu được con nào. Mọi khi cũng câu bằng cái này à? Thằng Cung Phúc mày câu cho cậu xem mày có sát cá không nào? Câu cá chín luôn. Hả? Nó đẳng cấp lắm, câu cá chín luôn. Thật không? Mày không câu được cậu vào mồm mày nhá. Ôi. Xem nó chuẩn bị nó cắn rồi đấy. Chưa. Cháu chỉ lấy cá mập thôi. Hả? Cháu chỉ lấy cá mập thôi. Chỉ lấy cá mập á? Thế cá sấu mày có lấy không? Cũng lấy. Cũng lấy gì? Mày khôn thế. Khi này mày cần lấy tôi. Mày mà câu phải cá mập á nó lôi cả người mày xuống ấy. Cậu chịu, cậu nhìn thấy cá mập là cậu thấy sợ vãi cả đái ra rồi. Mày nhìn thấy cá mập mày phải chạy luôn nhá. Câu lên luôn. Hả? Câu lên luôn. Câu lên á, mày có lôi được nó lên không? Hay là nó lôi mày? Xem nó nháy chưa? Sao hôm nay câu cá chẳng ăn gì nhỉ? Cá đi ngủ rồi cậu ạ. Hả? Cá đi ngủ rồi. Cá hôm nay nó đi ngủ buổi sáng à? Vâng. Hôm nay nạ nhỉ? Hay là nó ghét mày mặc áo màu hồng? Không, cá đi ngủ rồi. À, nó ghét cậu đội mũ cối. Gì? Nó ghét cậu đội mũ cối. Cá lúc nào nó cũng yêu cậu. Mày không biết. Mọi khi cậu câu một phát à, một phát giật lên à, 2-3 con liền luôn. Công tử Bạc Liêu, chuyên gia nói điêu. Đấy, thấy chưa? Chưa.
Mày thấy chưa? Đấy, cậu vừa nói xong cá nó yêu cậu nó quay lên phát gần cậu luôn, đúng không? Chúng tôi cũng phát lên con này luôn nhá. Ừ, đấy, chuẩn bị nó thút rồi đấy. Nó cắn đây rồi. Chuẩn bị rồi. Đây, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Vừa quẫy lên con này to lắm cậu ạ. Quay ra cho cậu lên á, cậu phải bất ngờ á. Mày cẩn thận không nó lôi cả mày xuống á. Nay cậu cháu mình đi câu cá chẳng cắm gì cả. Đen quá. Ông Công hôm nay ông đi ra ngoài gặp con gái à? Thôi đi. Thôi đi. Đi Phúc kẹp 4 luôn. Anh nhìn nhà cậu nhiều quá quả. Ô xoài đen ngon. Nào. Mấy cô cháu mình đi câu cá coi như là không được con nào mất tóc quá. Mày hôm nay mày đi theo cậu là hơi đen. Coi khi cậu đi một mình câu phát được luôn. Cậu đen. Cậu là ngó gặp ai? Chắc là lúc ấy mày đón ngó cậu à? Đâu à. Làm gì đón, cậu đón mà. Thôi, cậu cháu mình đi về. Chán thế. Ý, còn khác kìa. Đi đi đón mỏi à? Thôi đi về nha. Các bạn ơi, và hôm nay anh em chúng tôi đi câu cá. Hôm nay do nước động chẳng có, chả được con nào mọi người ạ à. Và video của anh em chúng mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha. Bye bye.